đang này không tính. 30 nha. 30. Mày vẫn đi cả ngày phải không? Vâng. Ông lại làm mục tiếp. Vâng. Đến đâu không? Vâng. Phải có một chút thay đổi. À. Đằng nào cũng cây nó mình cũng thừa. Ừ. Làm cái khung này xe nào vào mỗi gian là 2m2 đi. 2m rưỡi đi. À. Đi lại nhá. À, 2m rưỡi đi. 2m rưỡi là xem là 3 là 3 là 6 5 3 15 7 5 7m rưỡi. 7m rưỡi. Từ từ đây. Hai bên này nữa là vào 8m. 8m. Hình lang này không tính. 3m nhá. 3m. Cái này là 2m này. 2m. 2m là thành 4m rồi đấy. Thành 4m rồi đấy. Cái này cũng 2m này. 4m lên là 4m rồi. Cây thừa tội gì mà không làm nhá. Cái này cũng thế. 2m 5 này. 2m 5. 2m 5. Mỗi dàn cứ 2m 5. Hai bên đầu đi này nữa. Thế rồi. Tổng số là thế rồi. Thôi cắt. Rồi, lại nới ra cho nó rộng rãi một tí. Sửa lại bàn vẽ một tí. Thôi, quyết định thì cắt thôi. Lệch 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 một tí. Rồi, ok. Này, ấy cho. Rồi. Chỉ cắt á? Ừ. Chỉ cắt á. Chính xác chưa? Đấy. Thấy chưa? Cái này là thấy cái vết cũ của nó này. À, cứ vết cũ mà làm. Mở quá. Một đây đây, yếu quá, vết.
cứ bán có một tí thôi. Đây, cái này là nhìn thấy mình ơi, tè trong quá đi, tè đi. Đấy. Chắc chân dựng nhà cho đùi hết mực rồi. Đáng lẽ phải có một cái thùng cuốn 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 cuốn. À, bật lại. Phải thấy gió nét như thế.
đấy có luôn. Không chụp bí vô thì có vô phát còi rồi. Nó còn tác suốt. Ngủ ra cái này đoàn ươn ngó cái này nhớ mi thóng hươn mông còi này. Toàn đi chơi cái con chó này. Đi chơi ít thôi. Cái này còn lâu nó mới mỏ được. Mấy đời lúa này. Nhóm một đấy nhỉ.
ra cái sàn này còn được 1 mét, cả đá tảng nữa còn hơn đấy. Đá tảng 30 phân, gần 40 phân, còn cao đấy, còn cao lắm. Búa to luôn nhờ. À đấy. Rồi, cho nó lên đến, đến lúc dựng và bắt đầu đóng xuống rồi. Thế thôi, thôi. Rồi, rồi. Ngày xưa làm gì mà có đồ đạc như thế. Ok rồi. Phải đập xuống một tí nữa nha.
nhau nó cái mình đấy. Đã phải sửa mới về nốt. Rồi. Cái này là cái nghiến không thấy đất này vào dơ mới hỏng được, lâu mới hỏng ấy. Này chỉ nói đấy, ngâm nước là tuyệt vời luôn, chịu nước. Thường tí nha. Hết con lợi cho cái thảo cho cái thủ đại mà cũng không mất. Thì 2 tê sang 3. Hôm nay học về sớm này mấy tiếng? Hôm nay học 2 tiếng ạ. 2 tiếng á? Vâng, cô đi học. Thầy cô đi học á? Vâng. Anh ơi, sao ông lại sửa rồi? Hả? Sao ông lại sửa rồi? Cái này sửa vì cái cây nó vẫn còn dài, xong là ông sửa cho nó rộng một tí. Bây giờ là thành 8 mét, là hai cái đồ đốc nữa là thành gần 9 mét nhà ấy. Yeah. Làm dụng tay. Yeah. Không. Bây giờ là chiều rộng này là 4 mét, cái này là 8 mét. 8 mét là mặt sử dụng, đây là 4, 8, 32, là 32 mét vuông. Hạ ba ông cháu mình tẹt ra ở. Yeah. Nhờ. Bây giờ còn sớm thôi, hai cháu đi lấy mấy quả bưởi với là quả thanh long về cho các ông ăn nhá. Thay quần áo đi, xong đi nhá. Mình vào cái cặp xong rồi đi lấy luôn. Thank you.
sau lần thu hoạch đấy, chập tuần nữa là mới đấy. Này, năm nay sai rồi đấy. Sai nhiều đẹp thế. Thế. Sao còn to. Đi lấy bụi đi. Quả to nhỉ. Không biết mấy quả mít này ruột đỏ hay là ruột trắng nhỉ. Đi nào. Đi. Nó tăng thế. Mấy lông này nữa. Cầm 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 cầm. Xuống luôn đi.
nghỉ đi, nghỉ 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 ăn quả đã. Hai cháu đi lấy quả về. Ngủ đi. Còn nhiều không? Thanh long còn nhiều không? Thanh long chưa chín không ạ? Chưa chín á? Vâng, còn thì vẫn còn nhưng mà chưa chín. Nghĩ đây, nghĩ, 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 làm mấy quả đó. Ôi giờ ngon thế. Ông ơi ăn quả đi. Ăn đi. Ôi cháu ăn quả đi. Vâng. Quả ngon thế. Bữa nay khoảng đôi tâm mà chưa ăn ngọt. Ừ. Sao không lấy ra cây bưởi chín kia? Chị đây đẻ hay trong này. Quả này loại loại đỏ. Vâng. Các ông chú gắn của cháu làm nhà mới. À, mấy ngày nữa là có nhà mới rồi. Thích không? Hả? Sắp có nhà mới ở thích không? Có nhà mới rồi. Hả? Ngôi nhà mới ước bao nhiêu lâu nay? Cái loại này là lòng đỏ này. Bây giờ thúc đi, mình phải thúc. Anh ơi chín nhiều hơn ạ. Dừng mít luôn. Để cái hở này một tí mai mình dựng lên mình đóng là nó sẽ kín hơn nhỉ. Ừ. Cùng của trường này nó khổ ngon đấy. Cùng của pin này. Ừ. Còn để cái hở này một tí mai mình dựng lên mà mình đóng là nó sẽ kín hơn nhỉ. Ừ.